À, xin chào mừng tất cả các bạn đến phần tiếp theo và phần video vừa rồi á, thì mình đã hướng dẫn các bạn chúng ta tối ưu lực dòng tiền tuần cho Monman đúng không? Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tối ưu lực cho cái lực cắt này. Bây giờ đó thì lực cắt chúng ta xem thử nha các bạn. Display show frame chọn C22, chúng ta xem cái độ tĩnh tại trước này. Đó, đây là các cái lực cắt ở các cái trường hợp của dòng liên tục. Bây giờ chúng ta tua về lực như thế nào thì bây giờ đó, đây là cái bảng mẫu được chưa các bạn, cái phần tổ hợp quy dòng đó các bạn. Thì hiện giờ cái phiên mẫu này nó chỉ có sao các bạn, nó chỉ có HT1 cho đến HT4 cũng như là 4 nhịp thôi, và trong khi đó mình cần làm 5 nhịp. Thôi được rồi, mình sẽ xóa cái mấy cái nhịp dưới này đi, mình chỉ cần để là một nhịp mẫu này thôi, và mình insert thêm một cột nữa để chúng ta có 1,5 sử dụng cho 5 nhịp. Cái này 1,4, cái này 1,5. Thì các bạn để ý nè, cái này công thức nó rất là dễ thôi. Công thức này đó, nó có một cái công thức là quy minh, thì cũng giống 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 như mang đến các bạn đúng chưa các bạn. Rồi bạn C5 nè, tức là tĩnh tải này, cộng cho từ D5 đến H5 là cái 1,1 hoặc 1,5 đó, có điều kiện là nhỏ hơn không, bạn thấy không? Rồi bây giờ admin sẽ làm mẫu cho các bạn 2 nhịp nha. Rồi thì đối với dòng tổ hợp lực cắt đó, bằng Excel đó, cho cái dòng liên tục đó, thì lực cắt người ta sẽ tính tại vị trí là tiết diện 0, tiết diện L, tiết diện 1/4 L và tiết diện 3/4 L, được chưa? Rồi cái này bạn hỏi vì sao như vậy đó, thì các bạn có hiểu là thực ra 1/4 L với 1/4 3/4 L là vị trí mà sau này người ta sẽ giảm bớt khép đai. Tức là bình thường ví dụ chỗ này là bố trí khép đai phi 8A100, thì chỗ này là phi 8A100 thì người ta giảm giữa lại còn là phi 8A200 ví dụ như vậy. Thì chúng ta sẽ làm theo cái mẫu này. Thì đầu tiên đó các bạn chọn cho mình những cái dòng này, mình chọn 5 nhịp luôn, cái mình xuất nội lực ra cái đây display show table. Rồi các bạn chọn trường hợp tĩnh tại cái 1,5, sau đó các bạn xuất ra. Thì xuất ra đó các bạn hãy đưa ra Excel. Đưa ra Excel xong rồi á, các bạn mới chọn hết cái này print save, sau đó các bạn qua Excel này này, bạn insert một cái bảng Excel mới, một sheet Excel nè, sau đó các bạn dán vào đây, được chưa? Thế thì cái file này không cần nữa, chúng ta đóng đi cho đỡ rối ha, đóng đi cho đỡ rối. Rồi cái sheet chúng ta đưa qua này, thì bây giờ chúng ta sẽ thực hành lại. Chúng ta mới chọn cái tiêu đề này để chúng ta vừa sao lại đây, nói chung là người nhảy sao các bạn. Cái các bạn chọn Nature, các bạn chọn Future, các bạn sửa xuống này. Nhịp 1 làm trước đúng không? Tiết diện đầu tiên là tiết diện 0. Rồi chúng ta mới copy cái lực cắt là T2 này, rồi C này. Chúng ta qua lực cắt dòng này, chúng ta xóa cái cũ đi cho đỡ rồi. Rồi sau đó chúng ta mới rồi C cái này, chúng ta mới để ra và chúng ta kích chuột phải dán dòng thành ngang, các bạn hiểu không? Rồi cái chỗ này á là 5, đúng ra là một vị trí 1/4 đúng không, 5 chia 1/4 là 1,5, 1,25, nhưng mà khi xuất ra nó không có vị trí 1,25 thì thôi chúng ta lấy gần đúng là vị trí 1 đi. Rồi C, chúng ta kích chuột phải dọc thành ngang, vị trí 3/4 chúng ta lấy đỡ vị trí 4 cũng được, tiết diện 4 không sai nhiều đâu các bạn. Rồi tương tự vị trí tiết diện cuối cùng là 5, rồi ok. Bây giờ này nó mất định dạng rồi, nó không được đẹp đúng không các bạn, không sao đâu, các bạn copy như này này, rồi lên C, các bạn để vô đây, các bạn mới chọn cái đường dán bút lông,
thấy chưa, rất là đẹp mà đúng không nào. Rồi như vậy là các bạn đã có được cái bảng thu thập được cắt cho cái nhịp màu. Chúng ta xem kết quả nữa nha. Rồi không nè, 64 âm số 4 đúng không các bạn? À xin lỗi, à, lực cắt mà xin lỗi các bạn ha, lực cắt là C22. Rồi 54 78 54 78, các bạn thấy ok không? Âm 54 nè, dương là 58 nè, được chưa? Rồi rất là tuyệt vời đó, bạn thấy đơn giản không? Rồi bây giờ mình làm thêm cho nhịp 2 nữa nha, nhịp 2 đi. Rồi mình chỗ này mình mới bỏ filter đi, cái mình quét chọn cái delay này, mình filter lại. Rồi nhịp 2 này, vị trí đầu tiên là không đúng các bạn. Rồi à cái này thiếu à, chỗ này à, mình copy nguyên cái dòng này xuống chứ, copy nguyên mà chuột mình bị sao các bạn. Rồi C để lại nha. Rồi cái này nè, à, chúng ta ghi bằng này và để qua đây chúng ta gõ một câu này, được không? Ô chỗ này xin lỗi các bạn, nó phải là A8 chứ. Rồi đây bằng A8 nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ copy cái đầu cái nhịp 2 này, chúng ta copy cái C2 này, rồi C chúng ta đưa đây, chúng ta kích chuột phải dán dọc thành ngang. Tương tự vị trí tiết diện bao nhiêu các bạn? 1 dọc thành ngang đúng không? Tiếp theo đó là 3 dọc thành ngang. C dọc thành ngang. Rồi ok các bạn thấy chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau định dạng lại, copy cái đống này nè, rồi C mình để ở đây, cái chuột phải dán theo kiểu là gì các bạn, định dạng. Rồi ok à, như vậy là 64 nè, 49 chúng ta coi thử nha. 64 49 đẹp đúng không các bạn? 64 49 tầm số 4 nè, 49 nè. Rồi ở đây admin làm cho các bạn hai nhịp thôi, các bạn làm tương tự nha. Như vậy hướng dẫn Excel như vậy là cũng rất là kỹ rồi đó các bạn. À, các bạn chỉ cần thực hành thôi, phải làm tiền, phải thực hành, làm nhiều và thì nó sẽ quen tay và sẽ giỏi thôi, được chưa? Rồi xin chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn ở video sau, là video mình hướng dẫn các bạn và giải thích các bạn về cái bản tính dòng liên tục nha.